Kỹ thuật thở hoành có trọng lượng. Nằm ngửa ở tư thế thoải mái, gối hắn gập. Đặt một cuốn sách trên bụng của bạn. Thả lỏng cơ thể, hít vào sâu bằng mũi. Xem cuốn sách nâng lên khi bạn hít vào. Thở ra bằng miệng và quan sát cuốn sách hạ thấp trở lại. Lặp lại động tác này, đảm bảo cuốn sách nâng lên khi bạn hít vào và làm phổi xẹp hoàn toàn khi bạn thở ra.